iTunes, di sản của Steve Jobs, kho thư viện đa phương tiện iTunes của Apple ra mắt năm 2001, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Đã có lúc iTunes được iPhone bình bầu là ứng dụng họ ghét nhất nhưng Apple vẫn quyết tâm giữ lại. iTunes được cố CEO Apple, Steve Jobs, công bố tháng 1 năm 2001 tại triển lãm Macworld Expo. Thời điểm đó, Steve Jobs tự hào gọi iTunes là phần mềm độc lập tốt nhất và dễ dùng nhất thế giới. Năm 2003, iTunes 4 ra mắt iTunes Music Store bước đi trong lộ trình của Steve Jobs về việc tạo lập cổng kỹ thuật số lưu trữ toàn bộ nội dung đa phương tiện của người dùng. Về cơ bản, iTunes đã thay đổi cách người dùng mua và nghe nhạc. Tuy nhiên nó cũng là nguồn cơn gây nên sự tức giận. Có thể dễ dàng tìm thấy những ý kiến giận dữ về iTunes trên khắp các kênh thông tin. Tại hội nghị các nhà phát triển Apple toàn cầu tháng 6 năm 2019, Apple công bố sẽ khai tử iTunes trên máy Mac. Trước đó, Apple đã làm điều này trên iPhone. Từ tuần này, bản cập nhật Marcus Catalina đã không còn iTunes thay vào đó là ba ứng dụng riêng biệt gồm apple music apple podcast và apple tv